Nam á, bây giờ tất cả mọi người trên nước Việt hãy gán lấy kinh của Thiên Tâm ra đọc thì mới thoát được cảnh nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh sắp chết. Giờ này đọc nãy giao duyên chừng 1-2 trang thôi, chứ đọc này nó không có đủ giờ. Kinh Sám Địa Mẫu. Phủ Hán Trung Na Huyện Thành Cố, Thịnh Thiên Tây Miếu Cổ Ứng Linh, Thượng Thần Thọ Ảnh Quang Minh, Chim Lo Mậu Ngự Truyền Kinh Răng Rời, Chim Con Mẹ Đây Lời Mạch Quý, Đức Từ Tôn Tha Thiết Khuyên Con, Hiếu Trung Giữ Chẳng Cho Tròn, Mẹ Hiền Vô Điểm Bảo Toàn Chúng Sanh, Tham Nhập Mậu Tâm Thành Kinh Mậu, Tâm Lòng Xóm Lòng Thầu Diêu Cung, Gia Gia Xâm Hợp Trùng Phùng, Dân An Bất Thới Hữu Chúng Thanh Bình, mùa mạng lửa thứ sinh xuống lúc, mẹ độ con từng phút từng giây, núi sông vũ trụ đó đây, chính do bằng mẫu dựng ngày tạo nên. Linh điện mẹ giữ trên phong rõ, tâm trên kinh mẹ tỏ lời châu, hoàng khai đại đạo nhiệm màu, và sanh bốn biển năm châu tươi nhường. Phật mẫu ngự thượng thần độ thế, điện chân linh thuộc về rải vang, tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh. Phước lộc thọ hiện nhân do mẫu, trong đủ thời kỳ mẫu hàng niên, gieo ngang nước thành nhà yên, đời trong mẫu dạy tâm chuyên tu trì, thơ năm triệu quyền đi cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh, xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài, chân linh mẫu xét soi vũ trụ, đi thăm dưới kết tụ anh nhi, thường tập mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh, địa mẫu truyền cho kinh tâm quyền, thì âm dương hội hiệp cùng nhau, mưa hòa gió thần tươi màu, hóa sanh nhân loại ngạc ngào chân thân, để ai mới bước lên đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh, lời trong mẹ dạy huyền linh, hoàng thiên xa tội hiện tinh thanh nhạc, cầu linh mẹ họ còn sanh chúng, độ nhân sanh chịu đúng hành tiết, từ đây khi điều phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời, những việc tinh phương trời sáng tỏ, mãi niềm ký hiện rõ thần thông, mẹ phong nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao lòng càng khôn, điểm thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu, chúng trung ương mẹ thủ địa châu, linh quan kiều sanh nhiệm màu, tiên tiên bảo dưỡng gồm thông nhân lành, phú quân mẫu trường sanh độc đạo, tài cao minh sáng tạo huyền nhi, tiên luân địa á diệu kỳ, tri âm phối hợp phục quy diệu đài, thiên địa lập âm lai dương khử, khi thần giao nhìn dự điểm linh, đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thực hiện siêu hình năm nguyên, chính mẹ tạo tối hiện chúa thánh, phụ điện linh chân cánh tâm thanh, chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh, kim đang tự chuyển vận hành địa chi, hà gửi thi tụ thị phát thành, mẹ tu mang căn cánh thập niên, tình thăm hậu tử thiên liên, mười niên trực chuyển trùng thanh thái nhi, minh quân xuất thế trần ai, sau kỳ thiên tử phí tài huyền quang, mẹ phán mua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai, nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rời sau đây, vua phục thi mẹ hay biển hòa, bác quái không bác họa hiển linh, chỉ rằng tám hướng tinh tinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bày, vua thần nóng phí tài ngũ cốc, sắc bình gieo trong ngọc khắp nơi, đó là hạt giống của trời, sinh ra lúa gạo giúp đời an khang, vua hiên viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân, lưu truyền cơm áo chúng trần, để cho người về tâm thân thanh nhàn, vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra bồ tát thần tiên, thượng thần bao phủ điện thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh, nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa năm tiết trở xoay, gió ngàn tỏ lượng tầng mây, hóa sanh nhân loại cỏ cây thụ cầm, có hậu nhà còn trăm năm trời, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng sanh, các đời vương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra, nhân nam có năm cỏ thắng cảnh, chốn năm sơn tiết lạnh xương rơi, có cây cổ thụ sống đời, sắc nhân trăm họ do nơi mẫu thành, năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng, sao thứ gạo dành thượng nhân sinh, nhân dân nó ấm hiền linh, sống nhờ điện mẹ huyền linh phụ đầy, khi địa thế dời thay thân mẫu, sự hóa sanh dời đổi vô thường, thân mẹ là chỗ tựa nước, tự tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn, nào châu quận thôn làng tịnh nguyện, địa lâu đài cung điện nguy nga, am chùa quán xa lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ là thượng vân, chư Phật đắp kim thân do mẫu, cả thân trong ngọc bụng đó đây, tiểu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng ấy ai đạt thành, lợi kim kỳ bạc vàng quý báu, tất cả do mẫu đạo xuất ra,
Vương hậu Đặng Quốc Gia Gia cũng do đình mẹ ban ra tôn sùng. Người chúng thể hiểu trung hưởng phước, bao quyền biên sao trước mẹ ban, giáo nam quốc thời thanh nhàn, để vương cung kính mẫu hoàng tự tôn. Trong vũ trụ thượng hoàng tạo hóa, do mẫu sanh ra quả địa cầu, biến sanh sao ngã luân hồi, biết bao sản vật hoa màu tốt sinh. Kẻ thế đâu rõ tình thâm mẫu, nhờ hoàng kiến khó nổi sanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hóa hiện chân phép màu. Dòng mưa tu mọc rào cam lộ, ngũ cốc làm hóa độ nhân sanh. Có cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu. Chính hơi nước thông nhiều mạch huyệt, bao tinh vi xương kiệt gia băng. Đại mấy gấm tụ phủ văn, gặp luồng quan điện miệng tan mây liền. Mưa xuống xuống trần miền tỏ thấp, cụ rồng kia trộn nắp ngàn sông. Lạnh phần vận thuyền gió giông, mẹ thuyền phán bỏ hô phong ứng hầu. Cụ rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều do lệnh mẹ phán bày, ơn trên chiếu chiều chẳng dài cãi đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi ấm chất lòng khai. Nhọc nhằn nào hoài đắng cay, điểm quan hiền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Giống như trần con lành tỏ hưởng, bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân. Tất cả do lệnh mẫu phân, công dày chẳng thấy người trần nghĩ tâm. Mẹ thương con và thầm giáo thật, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điểm quan nếu mẹ rút khâu, càng không vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cả nào trở ngang cùng cậy, thiên địa đành chịu phải trả đôi. Dương trần như thể mèo trôi, cảnh trời trống rộng thảm sầu ngàn tay. Ngoài càng không như lai tạm hận, chứ Bồ Tát thành vẫn điệp tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh tiêu tàn. Hương hưởng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị thiêu. Muôn loài dạng vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh bệnh hiếu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời cho cao quý, ai sưu tầm diệu lý quang minh. Tâm thành khảo sát chân kinh, họ trì giảng nói chúng sanh hiểu rằng. Tự tôn chịu điểm lành bát phước, xác định phê người được thiện minh. Khi tài hiền diệu cao minh, mẫu từ giảng bút ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ thì sáng suốt, chân thị như ánh luộc thiên nhiên. Mẫu cho phạm bổn thường nghiêng, chân thành đúng mặt xuất liền chẳng sai. Kinh... đọc nó vô mà uống cà phê ép tim đọc không kịp luôn. Ở tất cả mọi nhà mà đọc kinh địa mẫu rất nhiều sẽ sớm thoát được cái cảnh nghèo nè. Hôm nay đó là sự thật và đeo dấu thiên tâm, tại vì khi mà có loạn lạc á thì cái dấu này nó mới cứu được cái gia đình của mình với cái mạng của mình á, đi đường hay nơi nơi á. Kinh địa mẫu dấu thiên tâm bây giờ là rất là cần thiết cho một cái nước mà ngũ thú đồng cư địa. Ở nước Việt Nam mình cũng có thú đầu thai, cũng có thông thông, có chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật đầu thai vô. Chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ. Nước Việt bây giờ cần phải đọc kinh địa mẫu cả nước luôn á, chứ không phải là chỉ có riêng một nhóm người nào. Ở ngoài hiện giờ đang mưa đá. Ở Việt Nam á, bây giờ có 3 cái mặt trời. Mỗi lần mà khi Việt Nam có 2 hay 3 mặt trời xuất hiện một quốc gia nào, đó là sẽ thay đổi một cái triều đại. Thay đổi rất là mong nhiệm. Đó là một cái niềm á. Quay đeo quay mưa đá. Các con thấy cái vision của thủ hay không? Hãy chọn cho đây là đúng. Hãy cho mình nhét cho đây là trời sáng mà nhìn mưa đá thì đâu tiễn cảnh này chứ. Kinh địa mẫu rất là màu nhiệm. Mẹ đã nói hàng nghìn năm cuốn kinh này. Hôm nay mọi chuyện xuất hiện. Ở trong đó kinh địa mẫu nói về sư phụ rất là nhiều. Tình thâm mẫu tử thiên liêng. Mẹ cô mang... mà 10 năm ở trên trời mà dùng thần thông mà hóa sanh sư phụ ra đó là bằng cái này biết nhiêu tỷ năm. Có người vận hòa tự nhiên cái nhìn cái mặt sư phụ nó
có mặt anh là con này giống baby baby face mà nó hơi wrinkle, tức là nhăn nó. Không biết dùng thành thông thiên nhãn thông nhìn cái gì chứ ai nói không cái mẫu mấy mai nhìn sao á, ở đây ba không đem mất kiếm gì á, nó mặt mình baby face. Để chắc bả lên clip bả coi nhiều quá nhiều bả theo dõi rồi đi đâu quá cho nên rụt rịch đâu là ở nhà là lên Facebook rồi bả làm bạn mấy con trong đó. Nên nó đúng rồi, trên trời tôi là con 5-10 tuổi à, baby chứ còn gì nữa. Xuống trần thì thân người dĩ nhiên là thay đổi mau già rồi, cái tâm hồn vẫn là baby. Cái trái đất này nó nhỏ xíu à, đâu có cần tới mấy anh vũ trụ đâu. Mấy anh vũ trụ thần thông ghê lắm, thì còn nói chuyện với mấy ổng. Rồi có ông bước một cái đi mấy gọi là dạng thiên dạng tên ông thượng nhóm này thiên dạng lý, ông bước một bước là bằng mình bay biết bao nhiêu, còn hơn là tờ thiên nữa. Mấy ông anh sư phụ mười mấy ông á, ông nào nấy siêu đẳng đó. Tại vì ngoài kia scientist của Mỹ á, nó không có biết là có sự sống ngoài trái đất, nhưng mà thật sự là chỗ nào cũng có người ở, tới 3.000 nhân loại ở ngoài đó mà. Chưa tính 36 tầng trời, mỗi tầng trời có nhiều cái nơi ở nữa. Ở ngoài đó không phải chỉ có 36 ông trời, cha là ông trời lớn nhất nha, tạo hóa thiên, là tầng tạo hóa thiên của cha mẹ. Nhưng mà những cái tầng trời thấp ở dưới cũng đều là ông trời. Mỗi một tầng trời có nhiều cái vùng cũng là ông trời nhỏ nữa. Nhưng trong một quốc gia lớn thì có tổng thống, từ chỗ này tổng thống chỗ kia nữa. Thì mấy ông anh lo cai quản với lo giúp cha mấy chỗ đó. Còn ở trái đất này tiếp theo rồi, thảy nhóc này xuống là đủ rồi. Nên thế gian chỉ có một mình sư phụ là thiên tử xuống trần, chỉ vì lập đạo. Thì cái đạo nó sẽ lưu truyền mấy nghìn năm. Và cái đạo mấy con họ thiên ngồi đây hôm nay là mang họ thiên. Giờ trời cái đạo cũng vẫn là thiên nha, Phật Di Lặc cũng vẫn là giáo chủ của cái đạo này, ngụ là đệ tử của Phật Di Lặc, cũng là Di Lặc truyền thừa, đó là cái tên thế gian gọi. Nhưng ngụ không phải là Phật Di Lặc thiệt, Di Lặc thiệt là Phật Thích Ca vậy đó. Ngụ ở trên đó cái thai rồi là Phật Tôn Bồ Tát thôi, chuyển lưng Thánh Dương thôi. Nghe thì nó oai phong nhưng mà thật sự xuống trần ai cũng như ai, chúng ta cũng như ai, phụ qua thử thách từ mới sanh ra cho tới lúc mà biết nhiệm vụ của mình, trải qua biết bao nhiêu sóng gió đau khổ. Trên thế gian này không có ai khổ bằng Ngô Tuấn Kiệt này hết, Thiên Tuấn Kiệt hết. Ồ, kiểu gì cũng khổ, có tiền càng khổ nữa, còn gặp đầu. Không tiền ngủ ngoài xe công viên cũng khổ, mà có tiền càng khổ. Bây giờ thì cũng khổ là vì cái khổ của sư phụ là mỗi ngày mình biết được. Tại người mà khôn quá đó, người ta nhìn thấy cái khổ, còn người mà không có trí tuệ nhìn không thấy cái khổ của người khác. Cho nên sư phụ nhìn từ đứa đệ tử biết cái khổ của mỗi đứa thì sư phụ rất là thương. Mà huống chi nhìn cả nước Việt đó, trong tương lai 5 năm nữa mà nếu mà cứ giữ trạng thái gì á, dân của mình đi vào con đường lạc hậu và thiếu thuốc men, mỗi ngày chết biết bao nhiêu nữa. Nhà thương bây giờ bác sĩ đâu còn lương tâm nữa, bác sĩ bây giờ cũng không thích làm bác sĩ nữa, thì cái gì nó cũng thiếu hết, thuốc cũng thiếu nữa. Rồi nước mình bây giờ cứ đi mượn tiền mà người ta đâu cho mượn đâu, giống như nhà con đã đi mượn cùng xóm ấy, gạo trong cái hũ cũng không còn gạo nữa, thì đâu có gạo. Mấy con dồn bên này cho mấy người ta vô đứng đó cậu. Mấy đứa ngồi đây đi. Dạ, mình ngồi đây là cực kỳ phương trước. Mấy con ở gần đây nè, Thiên Ông Sơn đúng không? Về nhà thì Thiên chồng nó dợt, thì mình nhức đầu cho nó nhức đầu một chút. Mình lên Thiên Ông Sơn á, mình uống thuốc nhức đầu hết, thì mình cũng còn phải sướng. Còn gặp được sư phụ nữa không? Bữa nào vô không ngồi nó phát thì vô một cái cho mấy con nghe quá không?
thì kiểu nào mình cũng hơn người Việt Nam. Người Việt Nam bây giờ muốn ca cũng không có lên tiếng nổi, giờ không có thật sao mà ca nổi. Chà, bữa nay đem đem điện thoại theo nguy hiểm quá anh này. Nguy hiểm quá, bớt ngang lại lại máy nó quay không kịp, tại vì tớ không có ngăn bữa nay tính đem này ra để quay gì nữa. Không, điện thoại này thân quay được, nhưng mà được rồi 1 2 3 4 5 6 7 75 cái 8 cái quay được rồi, thì lấy mượn con đứa mình download xuống. Không có nổi hả bạn, để bển cho mấy người ngoài nó ăn đi, vừa mới ăn gói xôi rồi. Bộ như đây là ok đến chiều. Nước Việt Nam mình á, trong những ngày kế tiếp á, vì nó hai mặt trời mà nổi lên trong nước Việt là một sự mấy tại thường mới nói chuyện bàn về cái vụ mặt trời bên Việt Nam với cái hồ, cái hồ mà ngay nước cấm nó bị khô, rồi cái dàm nao nó bị cạn đó, đó là những triệu chứng là hiện chừng nào đá nổi lông chìm đồng có hồ cạn đó, búa liềm ra cho. Giờ thấy búa liềm sắp ra cho rồi đó, ông Trump sắp lên là ông đẩy cái một là Trung Cộng đi cút bút, Nga là coi như là xong điêu tàn rồi, ủn bữa nay đói quá rồi bắt đầu lên sẽ tăng lãi rồi phải không. Việt Nam mình phải rước sư phụ về thôi, không ho sư phụ mà bữa nào chưa về là bệnh khổ. Những lãnh đạo họ biết, thì sư phụ có hỏi chuyện về mấy ông lãnh đạo có biết luôn, họ đã biết lâu rồi, họ cũng biết về tiên cơ, họ cũng biết về thời này, họ không biết chứ không phải là họ không biết đâu, chẳng qua là biết thì biết, cũng giống Nhân Thành nó biết sư phụ là thiên tử, nhưng mà muốn nhẫn qua mặt thiên tử dù dù á, thì mấy ông nội nó cũng vậy thôi, có khác gì đâu con thấy không, nó ngồi ngay chân ịnh á. Giờ mấy đứa con có thể không có cảm nhận được sư phụ là thiên tử hay là bồ tát sống, nhưng mà thằng này nó gần như phụ từ xưa giờ nó thấy nhiều cái chuyện như màu nãy kể đó. Có ai mà trên đời này mà nói chuyện mà đọc kinh một cái là 500 con vịt nhả rồi chết liền không, giờ chấp luôn á, khắp mong thầy thế giới có ai làm được không. Rồi nó cũng từng thấy sư phụ đi á, là có cái ông đó ở 3.000 năm cái cây đúng không, nhảy vô nhập vô một cái thằng đi chung trong nhớ lại sư phụ nói ngày tôi chờ ngày 3.000 năm ở đây rồi. À, cái ông họ thần á có cái cây đó, lúc đó sư phụ với này nè đi ngang phải không, cái ông lại ông đó là chờ làm gì, chờ ngày để mà giống như giải thoát trọng siêu á. Cái siêu á không có nghĩa là về trời nha, siêu có thể là ra khỏi địa ngục, ra khỏi làm kiếp thú, hay là siêu có thể là củ quyền mình không còn làm ma nữa mà tái sanh làm người thôi, chứ không phải như siêu như kiểu mấy thầy nói ở siêu nghĩa là về trời hết, đó không có đúng. Còn như siêu cái ông họ thần này 3.000 năm á, ông nói ông điếp từng ngày đó là ông biết ngày đó giờ đó thụ đi ngang chỗ đó, cái lúc đó thụ nói tôi đâu có làm gì được ông, sao cứu ông được, cái ông chỉ vô cái tay ông nhớ không, cái ông kéo cái tay của sư phụ ông ịnh vô cái cây, ịnh vô giống như nào, vừa ịnh vô cái là ông mừng, ông lộn giống như trời thiên vậy đó, ngầu lắm. Ừ, rồi cái đầu là giống như ông thoát ra khỏi cái cây, thằng này nó cũng thấy. Thì cái vụ con rùa á nhớ không, tự nhiên cái dân chài bắt dính rùa bự nè, nặng lắm, cỡ 100 pound, 50 pound, 50 pound con rùa bự. Xong cái rồi mới mua những 150 đô, cái thằng này nó cầm thả ra biển. Sư phụ với nói sư mẫu đi đâu cũng 3 người hết, thả xuống biển, cái con rùa nó chạy từ đây chừng 100 thước vậy đó, cái sư mẫu nói hey, chưa có tạm biệt thì thôi đi lẹ đi, cái con rùa nó nghe nó quay đầu lại, quay lại nó rướn vô cát, cái sư mẫu bỏ gõ lưng nó hey, rồi tạm biệt nha, cái đầu nó quay nó đạp cái nước, cái nó quay nó bà đi. Thầy này cũng chứng kiến vụ đó, à mà nó chứng nhiều cái linh thiêng lắm, vậy mà nó vẫn mà phạm thường vẫn là phạm, thì cái đảng cộng sản cũng vậy, mình đang nói về để mình ví dụ vậy đó, huống hồ chi là mấy ổng không có chứng kiến, ông biết rồi sẽ giúp được nhiều cho nước Việt.
Tại người trời không có ham muốn gì kiểu thế gian hết, chỉ là sứ mệnh thôi. Người trời không có gì mà ham muốn cõi ta bà này ô trượt hết. Cũng giống như mấy con có ham muốn gì chui vô chuồng gà, chuồng gà ở không? À, chú Hùng cũng vậy thôi. Chú Hùng có cha mẹ trên trời, có anh chị em, rồi có cả tỷ tỷ chư thiên nữa. Trời ơi, tiếng trên trời đẹp, đi chơi rồi đi tắm ao xem hoàng đồ. À, nghe cái cây cũng biết nói chuyện nữa, con chim nó cũng biết ca nữa. Thì mất mớ thì xuống đây làm gì? Vì sứ mệnh phải ngồi đây. Mà sứ mệnh đó hồi xưa đó là cũng là do sư phụ từ bi đó, rồi cái khóc xin cha. Chứ còn ở trên đó, đó mấy con cũng đã từng ở đó mà, tự nhiên mấy con đó là vì vì giống như hết phước, có một số hết phước lọt xuống, có một số đứa ngồi đây á là chẳng là cũng như là bạn bè thân á hay là người nhà cũng chừng, phải không, mình không dám nói rõ. Cái nhảy vô xuống, thấy sư phụ nhảy vô xuống, cái năm 10 năm sau nhảy xuống. Cho nên những đứa mà nhỏ tuổi sư phụ là ở trển nhớ sư phụ chịu không nổi nhảy sao. Có luôn à, tức là một giây ở trển là cũng 50 năm rồi. Trời, sư phụ vừa nhảy đầu xuống đây đầu hai cái là nhảy theo lên bình lên bình, nhảy vô đó mà. Xưa có bài này nè: hạ quan gian ác rất nhiều, thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi, minh dương khôn xiết hỏi ôi, lo mưu định kế cứu rài hạ quan, chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng ngọc đế chớ hờn chúng sanh. Cái này mình đọc để mình giải thích rõ ràng này ha. Chư Phật đến trước đơn trì, tức là giống như chầu vua chầu cha vậy đó, tức là Phật cũng phải chầu vua, Phật là con của thượng đế mà đâu có kinh nào nói. Cái này rõ ràng Đức Thầy nói mà, cái này của Đức Thầy đúng không, cái này là Phật á. Chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng ngọc đế, tức là tâu cha mình á, chớ hờn chúng sanh, chớ hờn mà đừng có giận người thế gian này đó, để cho Phật dạy làm lành, tức là những vị Phật là như thầy giáo xuống đây, chừng nào chẳng đặng sẽ hành bệnh căn, là cho nó khổ, cho nó đói, giống như kiểu bây giờ vậy, giống như bác Tô đang ký đầu bác Hưởng vậy đó, hành bệnh căn đó. Thiên đình thôi mới phán rằng: ta muốn hủy diệt vạn dân thời này, tức là khi chết một lượt á rồi lấy cái hồn về để sàng lọc nó dễ hơn là lọc kiểu này. Lọc kiểu xác phàm họ lì lắm, trước không có khó mà sàng lọc lắm. Giống như mấy đứa con cháu cha đây nè, mấy đứa nhà giàu á, nó ở trên gần đây thôi, thì bữa mấy đứa viết mấy cái chữ ngay chỗ chiếc tàu á, chịu mấy người chết dưới biển á, không có đồng ý, tại vì Việt Nam đâu có học mấy vụ này đâu. Rồi lấy nước sơn nó bôi lên đó, rồi cái mấy vị mấy bàn vợ đó, cái hàng mà bôi đó nó sẽ bị ở trong nhà đó 3 tháng, chắc nó bị tiêu chảy 3 tháng. Tại vì nó nghe lệnh từ Việt Nam tới, rồi cái nó bôi nước sơn với tàu mình, nó phá chiếc tàu. Nhưng mà nếu mà xét kỹ á, cái núi mình là từ bi, sư phụ là trên trời là từ bi, xuống đây là để cứu mấy đứa nó, còn mấy đứa con ngoan ngoãn này hồ đâu cần. Cho nên bữa nay thù ra lệnh cho mấy đứa nó bôi mấy cái chữ mà thiền nhân tị nạn chết rồi đi, để cho sau này những cái đứa mà hỗn hào với sư phụ nó có cơ hội nó quay về núi để mà nó ngộ lại. Cho con người biết trước hay biết sau đúng không, thì từ bi mình nên làm. Chứ còn mình để chữ đó thì nó sự ngăn cách với mấy cái đứa bị nhồi sọ đó. Thật sự ở đây nó có cái băng nhà giàu chạy Lamborghini như kiểu cường đô la vậy á, mà con chó trao à, mà thấy nó mua nhà cho nó 2-3 triệu trả ốp không, thấy không, ở trên Aeroclean nó nguyên cái làng của tụi nó luôn á, mà mấy đứa nhỏ nhỏ không mà tiền đâu nó mua. Rồi Lamborghini 200-300 nghìn chiếc, thằng này hay đúng rồi đó, thằng này cũng trong băng đó nè, chạy chiếc McLaren. Nhưng mà lúc đó sư phụ nói cái thằng này xuống trần còn đi theo mấy thằng Việt Cộng con, phải không, sư phụ ở trên này á không, để cái nhang lên cái nói chuyện, cái chiếc xe nó bị gãy bể hộp số à. Vừa mới mua gần nửa triệu bạc để hộp số, giờ tới giờ đó chạy giờ đậu đâu rồi, đậu đâu cho mày lên trên núi mày không lên, mà mình nó chạy mặt McLaren với Lamborghini với mấy con cháu cha,
nó có nguyên một cái băng nó mấy chục thằng á, nó còn hơn là đô la nó ngay đây nè. Thì mấy thằng đó nó mới nhóc nhóc không à, thì nó làm đó. Thì cho nên bữa nay thằng Nga xuống sẽ bôi mấy cái chữ đó để sau này được độ đó, chứ không thôi nó bị xuống địa ngục cũng tội nghiệp, mình Bồ Tát mà. Chứ còn mình hơn thua nó làm gì, nó không có chấp nhận cái thiền nhân, nó không có chấp nhận cái chuyện và cái lịch sử đó. Mà trong khi nó cũng là người mình đúng không, còn cái chuyện đó là sự thật, nhưng mà nó đâu có biết cái đó là sự thật, tưởng đâu cái đó là mình thiêu dệt lên á. Trời ơi, chịu mấy người chết nè. Dương trần hung ác lắm thay, cớ sao Bồ Tát xin rài làm chi, chư Phật mới tấu một khi, chúng sanh dạy lắm nhiều khi lỗi lầm, minh dương lị nhỏ rồng rồng. Mình có cái tài khóc, hôm nằm sổ cũng vậy, đi về trời sổ cũng khóc, mà sáng thức dậy mà không biết vụ gì mình khóc ta. Hôm á, cho nên sáng cái sổ coi lại bài này cũng y chang, mới hôm nằm về trời thì lúc đó sổ khóc, minh dương lị nhỏ rồng rồng thì khóc, thì lúc đó sổ mới cùng với đức thầy mới mang thân người xuống. Chứ nếu không á là mình cũng giống như thời Atlantis, thời Noah mà chết hết vậy. Đó là dễ nhất. Chứ hồi bữa nào ông đó cũng công giáo, có ông kia ông ngồi công giáo mà ông còn có mấy ngày ông chết, mà mình muốn là dễ mình chán ông để cho ông được đi về trời, mà nhất định ông không cho dễ. Cái lì không, mấy con có quay clip rõ cuộc nói chuyện á. Ở nhiều người, người ta không bao giờ, người ta đã nói tới đây rồi không còn gì để mất nữa, mà nhất định là không. Bởi vì tại sao ở đời này khi mà người mà vẽ ra bức tranh mà còn sống, nó không có, người ta không có tôn trọng. Mà đi sớm mà bỏ mấy đệ tử cũng không được, thôi để 30-40 năm đi, 88 tuổi làm cái nước Việt đẹp đẽ rồi lại phải không, thua nắp rồi lại sụ đi, rồi lúc đó bức tranh nó mới nổi tiếng. Minh dương lị nhỏ rồng rồng, thương đời không chúa lỗi lầm lắm thay. Thương đời không chúa nghĩa là nước Việt không có người dạy dỗ, không có nghĩa là không có vua chúa, không có người dạy dỗ. Thương đời không chúa lỗi lầm lắm thay, mới qua cầu lĩnh Thích Ca, tức là Thích Ca là sư phụ của sư phụ. Tâu cùng Ngọc Đế thứ thai dân nhờ, Ngọc Hoàng nghe tấu ngẩn ngơ. Chư thần vào tấu thiên cung cho tường, minh dương cậy khắp bốn phương. Ở trên trời á, sư phụ đi tùm lum á, chả nó thường thường á, rảnh khi mà tụi Atola quỷ á, mà nó hay phá rối mấy cô tiên rồi đó, thì sư phụ đứng một chân trên một con rồng Thích Long Bình Long á, đứng lên thì cái tướng người trên trời bự lắm, hỏi là 5.8 kiểu này là 580 feet luôn đó, chứ không phải là 5.8 không. Thì đứng trên lưng hai ông rồng, thì thường có gì ở trển thù có võ công ngầu lắm, trưởng rồi nữa, giống như trong phim Phong Thần vậy, mấy vị đó mà. Thì đi đấu với Atola có ngày chiến đấu, Bồ Tát cũng phải đi trừng trị tụi nó, thì dẫn quân đi đánh. Thì một chân mà con nghĩ một chân mà đứng cho hàm rồng mà bay á, là biết người bự cỡ nào. Cho nên người trời không có nhỏ như người chúng ta, lớn dữ lắm. Minh dương cậy khắp bốn phương dạy bảo xuống cõi, trung ương tu trì cứu sinh Ngọc Đế xét suy. Dương trần nhiều kẻ vậy thì tu thân, Ngọc Hoàng phán rõ nguồn cơn, minh dương đúng thiệt là vua nhân từ. Thôi tha thứ trần gian vì lòng Bồ Tát với chàng minh dương. Cái này là sắm người đời của ông sư giải bán khoai. Sư giải bán khoai hay là đức thầy, những cái sắm cơ cũng đều nói về minh dương như vua, minh dương như vua. Chẳng lẽ ở thời nay mà không có minh dương, không có vua, thì mấy cái sấm cơ của mấy vị như thế nào? Còn cứ suy nghĩ, nó phải có đúng không? Và đồng thời trong cái cương lĩnh mà bên đó cũng có nói, tại vì sau này nước Việt nó không phải là 4 năm, tại 4 năm nó quá ngắn để mà thay đổi một cái tư tưởng một dân tộc.
nó cần một cái dương quyền đi đi trường kỳ. Em hãy chai nước nào. Đó, ngồi nói chuyện chơi đây bữa nay đâu hả, ngồi nói clip rồi bữa nay tính không ra clip nào, tại không có ngăn tính không ra clip nào, mà nói đi ai có hỏi gì hỏi, vô đây cũng ấm nè, có hỏi gì không, chỉ nhìn nè, sao vậy, đưa tay coi thử đi, khép kính vô. Cũng có tâm linh đó, người ta này khổ dữ lắm đó, người ta này khổ cũng biết về tâm linh, yêu cũng nhiều lắm. Có một tâm nguyện qua xe bây giờ chị muốn tâm nguyện nhất là tấm gặp sư phụ nha. Đầu tiên mà, ở đầu tiên rồi. Gặp sư phụ. Khép cái rồi sao đỏ đỏ là gì vậy? Ủa nhang có loại nhang đỏ à? Còn có nhiêu tiền thì phụ mượn để xây núi không? Đứa đệ tử này giàu. Nó em cũng còn, nó mới ở dưới. Ở vậy hả? Dạ, nó ở dưới lót, không có dưới lót nữa, nó lên. Cũng biết tâm linh đó. Dạ, em bà con. À, phụ nhìn thằng thấy rõ lắm, nhưng mà người này khác giàu, nhưng mà người này quá khổ, người này khổ lắm. Con có khổ lắm, dạ. Khổ thì với ai cũng khổ nhưng dạ. Mà con rất là khá, con cũng là cô tiên. Dạ, cái bụng mà nó thích lắm, nó phụ dựa lên đi lên gặp cái bụng đi, nó gặp cái bụng. Không, con biết sư phụ nó. Mà con coi sư phụ trên YouTube thôi, tại con. Thế nào mà ít nhiều á, sư phụ cũng chữa được cái bệnh mất ngủ, dạ, cũng mấy chục triệu người. Đúng. Tại vì cái âm thanh của sư phụ không phải là bình thường, nó có thần thông trong đó. Tại vì ngày mà sư phụ, hồi xưa sư phụ đi học high school lớn lên ở Mỹ, rồi học hết đại học rồi đi làm. Một ngày chưa nói tới 50 chữ nữa. Có lúc cậu ấy còn không được đi làm gì chứ. Còn sư phụ cái ngủ nào không hay. Trả tiền không ngủ. Nên âm thanh của sư phụ là khi mà lúc mà sư phụ ra độ đời đó, mẹ mới nói, con cứ dùng giống như hai khẩu hai nhãn là đại khái nhiều cái thì không có dám nói mấy trên mạng, nó phải có mấy cái đó, nhưng mà vì tốt cho nhân loại thôi. Tại vì nhân loại thời nay mà không có âm thanh cho phụ á, họ rất là nhiều người có thể bức xúc rồi họ làm mấy chuyện điên rồ, có thể tự tử nữa đó. Tại vì cái thời tận thế giống như là y như con bị nhốt trong chuồng cọp và rồi hay là bị tra tấn trong một cái ngục tù vậy đó, hiện bây giờ chúng ta như vậy. Từ đó Thiên Long Sơn với Thiên Tấn Kiệt xuất hiện để mà đưa nhân loại vượt qua được cái cầu này, cái cầu cầu dưới toàn là cá sấu với ma quỷ không, rồi phải dìu họ qua. Qua được rồi thì đến cái thời Thái Lai, sắp sửa Thái Lai thì chúng ta mới trở lại đời sống bình thường được. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa trở lại đời sống bình thường. Chúng ta hiện giờ cũng giống như đang xích bèo đi phải không? Chưa. Có tiền thì cứ thủ, đừng có làm gì hết, đừng có nghĩ lung tung gì hết. Tại vì không có ai mà có nụ cười trong lúc này hết. Cả Putin, Kim Jong Un cũng đâu có vui đâu. Tại vì nó biết rõ ràng, cả Tập Cận Bình cũng vậy, biết rõ ràng là mình đã đi sai nước cờ rồi. Tập Cận Bình là người hối hận nhất. Putin cũng là người hối hận nhất. Tại cơ trời đi vậy mà người ta đâu có cản được. Chỉ có những người vô minh đó, người ta cứ nghĩ là người ta dùng mưu trí này, người vũ khí nọ. Nhưng mà thật sự trên nó cha cho mấy cái đó là đồ chơi, đồ mũ thôi. Cũng giống như mình nhìn đám con mình chơi trong cái nhà chòi vậy đó. Chả là gì hết. Người cho hộ một người nói lên sự thật của tất cả những gì mà bí ẩn mà loài người không biết. Cũng may là cũng có một số người hiểu được đang ngồi đây. Mà ở ngoài kia có biết bao nhiêu người đang giàu có, người ta đâu có tìm hiểu. Tại khi con người giàu kinh mạng lắm. Người ta nghĩ cái đồng tiền có thể mua thuốc hay là đi chữa bệnh hay làm gì, người ta không có sợ trời sợ Phật.
Thì đến lúc mà một ngày mà đi khám bác sĩ rồi xong, giống như cái ông nội đó, bốn tuần hù du. Một ngày mà mình quay đầu với cha mẹ, ngày đó mình có cơ hội được là đi về trời. Còn ở dưới thế gian mà cứ lì lì mà năm năm nay lên phụ lên mạng nói chuyện mà không ai nghe là họ mất rất nhiều cơ hội, nhất là người bị chết Covid. Tại vì cha cho ra nói chuyện trước khi Covid mà. Mà trong những ngày Covid, cả những lúc thù cứu một đống người Covid, thì mấy vị nói ngày cứ sinh ra ta không, sinh là phải nhà băng mình phải mất gốc quá không, thì sư phụ cũng phải bị Covid. Ngay trong lúc bị Covid khó thở khó chịu rồi đó, vậy mà sư phụ cũng làm ra được cái clip nữa. Nhớ đi con coi lại, có cái clip đang trong lúc bị Covid bực bội quá chịu lắm, mà được có một cái thì mấy vị lúc nào cũng xung quanh ấy kêu ngày sinh nhiều quá thì ngày phải chịu khổ chung với họ để mà có cái cảm nhận. Xuống thời gian là Bồ Tát cũng vậy thôi à. Muốn cứu người nào mình cũng phải là giống y như vậy. Giống như vua Thần Nông vậy, muốn mà được cái loại thuốc nào mà trường sanh thì ổng phải thử trước. Cuối cùng ổng thử nhầm thuốc độc cũng chết, ổng mới cứu được. Lâu lâu tại sao có những người không biết gì hết, không có biết thiên tâm, không biết cha mẹ là ai, chạy về núi cái đem con bệnh, em này bệnh. Mấy cái đó thật sự thì rất là từ bi, nhưng mà sư phụ làm cái đó nhiều quá đó, thì phụ sẽ xa mấy đứa con lẻ đó, hiểu không? Thì cái tuổi thọ thì phải cho lại những người đó. Mà tại sao thì phải cứng rắn với họ, phải kêu họ tu đi, hoặc là ba má hay chị em của họ phải ít nhất cũng biết thiên tâm mà biết cha mẹ đi, rồi sư phụ sẵn sàng nhường cái tuổi thọ lại cho họ. Hoặc là họ trước khi gặp sư phụ họ khôn chút nha, đeo dấu thiên tâm đi, không cũng không có đâu, cũng chả biết gì hết, mà cứ lợi giống như mình là thầy thuốc hay là bác sĩ thầy làng, cái đó là không có đúng. Cái gì nó cũng phải có hai chiều, phải không? Đọc cuốn kinh đi rồi tôi cho tuổi thọ tôi cứu cho. Đọc kinh cũng không biết, cha mẹ cũng không biết, không đeo dấu thiên tâm nữa, mình muốn được phần của mình không? Giờ trời đẹp ha, lên núi được rồi đó. Mấy chút lần nó bị mưa không ta? Sáng giờ nó làm tới làm lua hoài ha. À biết. Mà vậy là mình lên núi đi. À, muốn ngồi đây. Hả? À. Đi bộ đi.